Nguyễn Hoàng Sơn xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Quý vị có khỏe không ạ? Trong các video trước thì Sơn và quý vị cùng tìm hiểu cách để lựa chọn máy đo huyết áp nè, máy trợ thính và một số thiết bị y tế gia đình khác và cách sử dụng chúng. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cách để lựa chọn một máy đo đường huyết cho bản thân hoặc là gia đình chúng ta ha. Thì có nhiều cái lưu ý là đầu tiên là về giá thành ha quý vị. Trên thị trường nó có rất là nhiều hãng máy đo đường huyết khác nhau và giá thành khác nhau. Rồi trong mỗi hãng nó lại có nhiều model. Thì bây giờ Sơn sẽ lấy mẫu của máy Omron để chúng ta có thể nhìn thấy những cái điểm chung và điểm riêng khi mà lựa chọn máy đo đường huyết ha. Quý vị nhìn thấy nè, đây cũng là một mẫu máy đo đường huyết của Omron và đây cũng là một mẫu máy đo đường huyết. Vậy tại sao nó có nhiều mẫu như thế này? Quý vị thấy cái dòng máy đo đường huyết đơn giản nó chỉ có hiển thị kết quả đo thôi, còn cái dòng này nó mắc tiền hơn đó. Thì quý vị thắc mắc là cái dòng rẻ tiền và mắc tiền thì cái độ chính xác là như thế nào? Thì nếu mà cùng một hãng đó quý vị, thì các model nó sẽ theo một cái tiêu chuẩn là chất lượng như nhau, nhưng mà nó mắc tiền hơn nhau ở chỗ là nó có thêm một số chức năng hỗ trợ để cho chúng ta tiện dụng hơn. Ví dụ cái loại to này nè, quý vị thấy nè, ngoài cái hiển thị kết quả đo nó còn có bộ nhớ và ngày giờ, và đây là một số nút chức năng để chúng ta có thể kiểm tra lại. Ví dụ như cái máy này á, nó có bộ nhớ 512 lần, còn cái máy này thì nó đơn giản không có. Thì giá thành nó sẽ rẻ tiền hơn để cho chúng ta có nhiều sự lựa chọn ha. Nếu mà chúng ta không có điều kiện thì chúng ta có thể dùng dòng rẻ tiền này, nhưng mà chúng ta có thể lấy một cái cuốn sổ để ghi lại kết quả để chúng ta tiện theo dõi sau này. Còn đương nhiên cái dòng mắc tiền thì nó sẽ hỗ trợ được chúng ta cái đó. Rồi, ví dụ quý vị có hỏi là chúng ta có nên mua hàng xách tay hay không? Vì hàng xách tay thường là hàng đã qua sử dụng hoặc là hàng cho, hàng tặng hay là hàng giá rẻ. Thì quý vị hãy chú ý một điều như thế này nè, chúng ta hạn chế mua những cái dòng máy đo đường huyết xách tay. Nếu chúng ta biết rằng thì chúng ta hãy mua. Tại vì sao? Tại vì á, thứ nhất là về cái dịch vụ bảo hành là không có. Cái thứ hai nữa là que. Quý vị thấy nè, mỗi một cái hãng nó sẽ đi theo một cái loại que khác nhau, và có thể một số hãng nó giống nhau nhưng mà mỗi model nó lại là một cái hũ que khác nhau. Nên là quý vị nếu mà mua hàng xách tay có thể là chúng ta sẽ tìm thấy que tại Việt Nam, nhưng mà có một số mẫu chúng ta tìm không thấy. Nên là khi chúng ta xài hết những cái loại que đó rồi là coi như là bỏ máy đó quý vị. Rồi thì cách sử dụng như thế nào, Sơn sẽ có một cái video riêng để hướng dẫn từng máy và một số cái chú ý và cách khắc phục lỗi của chúng. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ha, về cái cách lựa chọn này. Đầu tiên là về model, chúng ta sẽ chọn model nào cho phù hợp với mình. Rồi tiếp theo là về loại que, giống như nãy Sơn nói. Đầu tiên là giá thành của cái máy, chế độ bảo hành của máy như thế nào, và cuối cùng là loại que. Thì trên thị trường có một số dòng máy có thể là giá rất là rẻ, nhưng khi chúng ta mua que giá có thể cao hơn các cái dòng mắc tiền. Thì sau một thời gian dài chúng ta thấy cái chi phí á, nó cũng rất là cao. Thậm chí một số dòng mà không có uy tín thì chúng ta sẽ không tìm thấy que, cũng giống như hàng xách tay vậy đó quý vị. Rồi đó là cái những cái chúng ta cần chú ý. Rồi cái tiếp theo là gì? Về cái bút lấy máu. Là đi theo máy thì nó sẽ có một cây bút lấy máu. Quý vị sẽ chú ý là xem có đầy đủ phụ kiện hay không ha. Thì đi theo máy gồm có những gì? Thường là một cái máy và cây bút lấy máu. Rồi có thể là cho thêm là một cái hũ que. Có hãng thì không cho thêm thì bắt buộc chúng ta phải mua. Rồi cái cây bút lấy máu thì nó là có hai loại kim khác nhau nha. Một loại kim cái đầu tròn và một loại kim đầu dẹp. Thì khi quý vị mua thì quý vị chú ý về cái cây bút lấy máu nữa. đó. Thì trên thị trường đó, nó rất là dễ tìm. Cái kim này đó, thì nó chỉ tầm khoảng chưa tới 1.000 một cây đó, nó chỉ có 2 mẫu thôi, là loại kim tròn và kim dẹp thôi quý vị. Còn cái cây bút để lấy máu, chúng ta sẽ gắn cái kim này vào và chúng ta sẽ chỉnh cái vị trí của cây kim coi là cái độ sâu của nó cái nào, và chúng ta để vào tay, chúng ta chích để nặn ra một giọt máu và đo. Thì cái này Sơn sẽ hướng dẫn sau đó. Thì cái đầu tiên là cái bút lấy máu ha, loại kim nào. Rồi tiếp theo là cái loại que, là cái hạn sử dụng. Thì thường á, mỗi một cái hãng á, nó cho một cái hũ que tầm khoảng trên dưới 1 năm thôi đó, nên quý vị chú ý là khi mua máy que đi theo hoặc là hũ que chúng ta mua, hạn sử dụng nó còn hay không đó. Tại vì có một số hãng đó, khi mà chúng ta mua que chúng ta cắm vào mà nó có cài code khó đó, cài cái mã khó đó, thì khi mà hết hạn sử dụng chúng ta sẽ không sử dụng được nữa. Rồi cái tiếp theo là cái sự tương thích giữa cái máy và cái hũ que thì sao đó. Thì hiện giờ trên thị trường đó, nó có rất là nhiều dòng, ví dụ giống như là cái loại que không cần cài đặt mã, giống như cái loại Omron này ha, chúng ta chỉ cần lấy que còn được hạn sử dụng thôi, chúng ta cắm vào máy thì chúng ta có thể xài, chúng ta không cần cài đặt nghề máy. Cái tiếp theo là cái loại que là chúng ta phải cài đặt code, cài đặt từ đây. Giả sử khi chúng ta mua hũ que về, mã của nó là 63 thì chúng ta phải cài trên máy đúng số 63 thì nó đo, nó mới ra kết quả chính xác. Là tiếp theo cái loại nữa đó là que nó có kèm thêm một cái thẻ code đó, giống như cái thẻ nhớ. Thì mỗi hũ que nó có một cái thẻ code, bắt buộc chúng ta lấy cái thẻ code đó, chúng ta cắm vào máy đó, thì chúng ta mới xài được chính xác. Thì quý vị chú ý chỗ này ha. Đầu tiên là về Sơn nhắc lại nè, về hãng, rồi về giá thành của từng model, về cây bút lấy máu, về hũ que xem là có cài code hay không, hay code tự động hay là code có theo một cái thẻ code đó. Rồi thêm một chú ý nữa là đơn vị tính ha quý vị. Giả sử hãng Omron á sẽ có 2 dòng máy, là đơn vị khi đo đường huyết là miligam trên decilit và một loại là milimol trên lít đó. Thì quý vị chú ý, giả sử có một số máy thì chúng ta có thể cài đặt 2 cái đơn vị này chuyển đổi qua lại, nhưng mà có một số máy họ chỉ làm một cái đơn vị đó thôi. Nên là quý vị, nếu mà quý vị đã quen đo với cái loại đơn vị nào thì chúng ta nên chọn đúng cái đó. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ tìm một cái cửa hàng nào đó cho uy tín ha, để phù hợp. Giả sử chúng ta sẽ không mua lầm cái hàng xách tay hay là hàng kém chất lượng, hoặc là có thể hàng không bảo hành. Thì đó là một số thông tin cơ bản, quý vị cũng có thể hình dung được khi mà chúng ta lựa chọn một cái máy đo đường huyết, và tại sao máy đo đường huyết nó mắc hơn hay nó rẻ hơn, và tại sao cái máy này khó đo hơn cái máy kia đó. Thì đơn giản như vậy thôi. Rồi nếu mà có gì thắc mắc thì quý vị có thể comment hỏi trực tiếp với Sơn, hoặc là quý vị có thể liên hệ trực tiếp ha. Còn những cái video về hướng dẫn cách sử dụng máy, từng loại máy và cách sửa chữa bảo quản tại nhà như thế nào thì quý vị có thể xem ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu cảm thấy hữu ích, quý vị có thể bấm like hoặc share cho nhiều người cùng xem, và bấm đăng ký kênh để xem những video mới, và quý vị có thể tìm thấy những cái giải đáp thắc mắc của mình. Nguyễn Hoàng Sơn xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Quý vị có khỏe không ạ? Trong các video trước thì Sơn có hướng dẫn quý vị cách để lựa chọn máy đo đường huyết rồi ha. Thì hôm nay Sơn sẽ hướng dẫn quý vị cách để sử dụng chúng. Thì cách sử dụng nó thì cũng như nhau thôi quý vị. Thì hôm nay Sơn sẽ lấy mẫu của hãng Omron để chúng ta làm thử ha. Rồi đi theo máy thì có hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. là máy nè quý vị. Rồi cây bút lấy máu ha, kim lấy máu, kim lấy máu thì đi theo bút lấy máu nè, tí xíu Sơn sẽ hướng dẫn chi tiết cái này. Và củ que này, chúng ta có củ que, que thì đi theo máy này. Rồi và cuối cùng là pin. Rồi như các video trước thì Sơn có hướng dẫn sơ đó, là chúng ta có hai loại kim, là kim tròn và kim dẹp. Thì quý vị khi mà quý vị mua thì quý vị đã thấy cái loại kim nào rồi sau này hết á, chúng ta ra cửa hàng chúng ta có thể nói là kim lấy máu tròn hoặc là kim lấy máu dẹp thì người ta sẽ lấy đúng loại cho quý vị. Còn que thì quý vị chú ý nè, mỗi một cái hãng là nó có một cái loại ra que riêng, thậm chí một cái hãng nó có nhiều mẫu model thì bắt buộc mỗi cái model nó sẽ đi theo que riêng. Nhưng mà cái hãng Omron này á, thì chúng ta có nhiều mẫu nhưng mà chỉ xài chung một loại que thôi quý vị, thì Sơn đã hướng dẫn trong video trước rồi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ xem về cái code, tức là cái mã của hũ que. Thì cái loại của Omron nó đơn giản, có một số hãng á, nó cũng giống tương tự như vậy, là chúng ta chỉ cần lấy que cắm vào máy thì máy nó sẽ tự động nhận được cái mã code của nó và đo chính xác. Một số loại khác thì chúng ta phải bấm cài trên các nút của máy. Rồi có loại thì trên hũ que, trong hũ que này nó sẽ có một cái thẻ code, là chúng ta phải lấy cái thẻ code đó chúng ta cắm vào máy thì nó mới xài chính xác được ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử bỏ pin vào nhé. Quý vị chú ý khi chúng ta thử que ra đường thì quý vị chú ý là xem cái nó còn hạn sử dụng hay không, tại vì mỗi hũ que đó nó sẽ có một cái hạn sử dụng, nó tầm khoảng trên dưới 1 năm thôi. Rồi chúng ta sẽ thử bỏ pin vào. Cái loại này thì nó tới hai pin nha quý vị. Bỏ trúng cái đầu cộng trừ của nó gõ ngược thì nó sẽ không có lên màn hình đâu. Rồi sau đó chúng ta sẽ cài ngày giờ ha. Đúng thì sau này mọi nhớ chúng ta sẽ kiểm tra lại, nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi sau khi cài đặt ngày giờ xong thì chúng ta sẽ sử dụng cái que này để chúng ta đo ha. Thì quý vị chú ý là khi chúng ta lấy que thì cái tay chúng ta phải khô. Giả sử chúng ta vệ sinh mà còn 90 độ thì chờ cho còn nó khô trên cái tay đi, hoặc là khi chúng ta vệ sinh bằng nước sạch thì chúng ta cũng chờ khô đi, để khi mà chúng ta mở ra lấy que thì cái tay chúng ta ướt thì sẽ vô tình làm hư những que còn lại. Vì khi mà cái que nó đã hút ẩm rồi thì nó giống như là que đã sử dụng đó quý vị, nó sẽ máy nó sẽ không có nhận đâu và coi như que đã hư. Rồi khi chúng ta lấy que ra thì chúng ta đậy nhanh cái nắp que này lại để cho nó bảo quản những que còn lại ha. Rồi thì quý vị chú ý nè, chúng ta sẽ để đúng chiều que, nó có hai loại là cái mạch điện và cái đầu lấy máu nè quý vị. Chúng ta để đúng chiều, từ ngoài chúng ta cắm vào và để đúng cái mặt nha. Giả sử có cái chữ Omron nằm bên trên nè, cái này cũng có chữ Omron nằm bên trên. Rồi chúng ta sẽ cắm vào. Thì một số hãng á, chúng ta sẽ lấy máu, chúng ta sẽ chấm từ ngoài vào giống như của Omron này. Và một số loại thì que chúng ta phải chấm từ trên xuống. Và có một số loại que của hãng khác thì nó sẽ có cái đèn, chúng ta sẽ chấm vào chỗ cái đèn, cái vị trí mà nó báo đó. Tại vì quý vị chú ý nè, giả sử như cái loại này thì trên cái khe ở giữa là cái chỗ để hút máu. Nếu mà chúng ta theo thói quen chấm như những cái hãng que, những cái loại que mà chúng ta hay sử dụng của các hãng khác á, chúng ta chấm từ trên xuống thì nó sẽ không hút vào được cái chỗ cần lấy máu này, thì nó sẽ không đo được. Thì nếu mà chúng ta để lâu khoảng tầm 15-20 giây mà chúng ta sao không lấy máu thì máy nó tự tắt. Thì chúng ta chỉ cần lấy que ra, chúng ta cắm lại thì máy sẽ khởi động trở lại ha quý vị. Rồi chúng ta sẽ thử kim này. Rồi quý vị thấy nè, đây là kim tròn và một đầu nhựa để bảo vệ cái đầu kim. Chúng ta xoay nhẹ và chúng ta rút nó ra. Rồi trên đây là chúng ta cái cây bút lấy máu nè, chúng ta mở nó ra rồi gắn vào ha. Sau khi lắp xong thì cây bút lấy máu cần chú ý chỗ nào, đó là cái độ sâu của kim. Giả sử quý vị thấy là nó có từ nấc 1 cho đến nấc 5. Cái nấc 5 nó càng cao, tức là cây kim lú ra càng nhiều, thì tùy theo cái da tay mình dày hay mỏng mà quý vị sẽ để cho nó phù hợp ha. Giả sử tầm mức 2 hoặc mức 3. Rồi quý vị chú ý để đúng vị trí. Chúng ta sẽ kéo cò nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ để vào tay và chúng ta bấm. Rồi sau khi nó chích lấy máu, chúng ta sẽ nặn ra đủ một giọt máu và chúng ta chấm vào máy. Rồi sau khi máy nó hút đầy đủ vào giọt máu này, trong vòng 3 giây nó sẽ hiển thị kết quả trên đây quý vị. Chúng ta không được lấy máu trước ha. Nếu mà chúng ta lấy máu trước thì coi như que nó hiểu là đã sử dụng rồi, nó sẽ coi như cấm vào máy, nó sẽ báo lỗi đó quý vị. Rồi sau 3 giây nó sẽ ra một con số. Ví dụ như ở đây quý vị thấy ha, giả sử 105. Rồi thì chúng ta sẽ xem kết quả như thế nào. Nó chỉ ra một con số thôi nha. Máy đo huyết áp thì nó ra tới 3 con số lần, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim. Còn cái loại đo đường huyết thì nó chỉ ra một con số thôi. Và quý vị chú ý là trên cái bảng này, tất cả các máy đo đường huyết nó đều có một cái bảng tương tự như nhau hết. Thấp nè, thì thuộc đường huyết là cái màu nhạt nè, màu vàng là bình thường, màu cam là bị tiền đái tháo đường và màu đỏ là đái tháo đường ha. Rồi quý vị chú ý là chúng ta xem đúng cái đơn vị đo nha. Ở đây nó sẽ có 2 đơn vị nè, song song với nhau. Bên đây là milimol trên lít và đây miligam trên decilit. Và đương nhiên nó sẽ có công thức chuyển đổi mà tùy theo cái dòng máy mà chúng ta sử dụng, hoặc là chúng ta có thể cài đặt để đúng theo cái đơn vị đo mà chúng ta quen thuộc. Rồi sau khi sử dụng xong thì quý vị nè, chỉ cần chúng ta bật cái nắp này ra thì nó sẽ văng cái que ra. Rồi kim thì chúng ta sẽ lấy ra bỏ. Kim này á quý vị, nó chỉ có tầm khoảng chưa đến 1.000 một cây. Sau khi chúng ta xài xong là chúng ta cắm vào đúng cái vị trí của nó, rồi chúng ta sẽ bỏ vào sọt rác. Que này thì nó tầm khoảng 10.000 đến mười mấy ngàn, tùy theo hãng. Thì đương nhiên khi mà chúng ta mua một cái hũ tầm 25 que thì từ 200 đến 300.000. Rồi quý vị chú ý ha. Đầu tiên là máy chúng ta sẽ bảo quản pin tốt, nếu hết pin chúng ta thay pin. Còn nếu mà lâu ngày chúng ta không sử dụng đến thì chúng ta nên lấy pin ra. Rồi que này thì quý vị chú ý là khi chúng ta lấy thì tay khô và lấy phải đẩy lại nhanh. Rồi chúng ta xem hạn sử dụng, còn hạn sử dụng hay không, và loại que chúng ta mua có đúng với máy hay không, và khi đúng với máy thì nó có cần cài code hay không. Nếu cài code thì chúng ta cài, nếu mà tự động thì khỏi, còn nếu mà có thẻ code thì chúng ta phải cắm thẻ code vào để ra kết quả chính xác ha. Rồi đó là cái cách sử dụng máy đo đường huyết, nó rất là đơn giản. Thì có một số cái thắc mắc của quý vị về cách để bảo quản cho tốt, hay là một số lỗi thường gặp và một số lỗi sử dụng que bị lỗi, thì Sơn sẽ hướng dẫn trong video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu cảm thấy hữu ích, quý vị có thể bấm like hoặc share cho bạn bè và nhiều người cùng xem, hoặc là bấm đăng ký kênh để xem được những video mới. Chúc quý vị nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Nguyễn Hoàng Sơn xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Quý vị có khỏe không ạ? Trong video trước thì Sơn cùng quý vị tìm hiểu cách để mà lựa chọn một cái máy đo đường huyết cho phù hợp với bản thân và gia đình chúng ta. Thì hôm nay Sơn sẽ giải đáp một số thắc mắc mà quý vị thường gặp phải khi mà sử dụng những cái máy đo đường huyết ha. Thì đầu tiên là quý vị sẽ hỏi là cái kim trong cái bút lấy máu là chúng ta xài như thế nào, chúng ta có xài lại được hay không. Thì quý vị chú ý nè, cái cây kim trong bút lấy máu thì nó sẽ có hai loại thôi, là loại kim tròn và kim dẹp. Quý vị là cái đít kim nó tròn hoặc là nó dẹp để chúng ta gắn vào phù hợp với cái cây bút lấy máu này thôi. Quý vị thấy nè, nếu mà kim tròn thì gắn vào khớp với cái đít tròn, còn kim dẹp thì phải có cây bút riêng. Thì khi mà đi mua thì chúng ta cũng nhớ nó là kim tròn hay kim dẹp. Và cái loại kim này nó chỉ đơn giản, nó là một cái kim nhọn thôi để chích lấy máu thôi quý vị. Mà cái kim này á, thì nó rất là rẻ, nó chưa đến 1.000 một cây, nên là khi chúng ta xài xong thì chúng ta phải bỏ để mà mua kim mới ha. Quý vị thấy không, khi mà chúng ta xài xong chúng ta gắn cái đầu này vào và chúng ta sẽ bỏ vào thùng rác ha. Rồi, tới thắc mắc tiếp theo, một số lỗi thường gặp của máy đo đường huyết là gì? Thì lỗi mà xảy ra nhiều nhất đó là chảy pin thưa quý vị. Một cái máy như thế này nè, chúng ta khi mà chúng ta xài thường xuyên thì chúng ta sẽ phát hiện được nếu mà trường hợp hết pin thì nó sẽ có báo pin hết để chúng ta thay thế. Nếu mà chúng ta lâu ngày và chúng ta ít xài thì chúng ta nên lấy pin ra ha quý vị. Nhiều khi chúng ta bỏ pin trong đây thời gian rất là lâu thì nó chảy pin hư máy rất là tiếc. Thì cái trường hợp mà chảy pin đó thì cực kỳ khó sửa, và cái trường hợp này thì thường là không có bảo hành đó quý vị. Thì chúng ta chú ý là lỗi đầu tiên là do pin. Rồi cái lỗi tiếp theo là trên máy nó hiển thị HI hay HI tức là 2 đó, là cao. Là tại sao nó cứ báo như vậy vậy? Tức là do cái đường huyết chúng ta quá cao, hoặc là cái thời điểm chúng ta đo không có đúng. Giả sử khi chúng ta mới ăn xong mà chúng ta đo thì cái đường huyết nó không chính xác, thì chúng ta nói sao mà cứ báo cao hoài. Và cái trường hợp là LO là low là thấp đó. Thì quý vị chú ý hai chỗ này ha, đường huyết quá cao hoặc quá thấp, hoặc là nhiệt độ cao nó sẽ báo chữ E tùy theo hãng, nó sẽ có một số cái hiển thị số trên đây. Nên là quý vị chú ý khi mà chúng ta mua cái máy đo đường huyết á, thì chúng ta nên giữ cái phiếu hướng dẫn sử dụng cho kỹ, để sau này chúng ta sẽ có một số lỗi của mỗi máy nó chỉ hiển thị theo cách khác nhau, nên chúng ta không thể nào mà nói chung được. Rồi tiếp theo là về que đường huyết ha. Rồi nhiều người thắc mắc đó, là cái loại que đường huyết là tại sao chúng ta mua 25 que xài chưa có được bao nhiêu que thì nó lại hư. Rồi lỗi hư là thứ nhất là chúng ta ít có xài, chúng ta quên, chúng ta cho máu vào trước. Giả sử cái que này nè, quý vị thấy không, chúng ta cắm que vào trong máy, khi nào mà que nó hiện báo và chúng ta nên cho máu vào thì chúng ta mới cho máu vào que thì nó mới đo được. Nếu mà chúng ta cho máu vào trước thì cái que này coi như là que đã xài rồi thì máy sẽ không đo được nữa, thì coi như chúng ta sẽ hư một que. Thì cái này á, Sơn có hướng dẫn trong cách sử dụng máy rồi, thì quý vị có thể quan tâm thì quý vị nên xem lại. Rồi chúng ta nói tiếp về cái trường hợp cái hũ que. Tại sao mà mới xài có cái hũ que 25 que, mới xài có vài que thôi cũng đã hư. Thì cái loại que máy đo đường huyết là cái loại có hạn sử dụng, chúng ta có thể chúng ta mua quá lâu, chúng ta ít xài, chúng ta bỏ quên thì hết hạn sử dụng. Thì một số hãng nó sẽ hết hạn sử dụng, nó sẽ không cho chúng ta sử dụng. Còn một số hãng khác chúng ta vẫn sử dụng được nhưng mà dễ bị sai số, thì quý vị chú ý coi cái hạn sử dụng ha. Rồi tiếp theo nữa là cái loại que này nó hút ẩm nó hút ẩm cực kỳ nhanh, hút ẩm đó. Nên khi mà quý vị chú ý là khi mà chúng ta làm sạch tay, lau khô tay, khi tới đây chúng ta ướt mà chúng ta bóc que ra thì vô tình chúng ta sẽ làm hư những que bên trong thôi quý vị, mặc dù chúng ta không có xài. Rồi nên là khi chúng ta lấy que ra thì nên lấy rất là nhanh, lấy ra xong đậy nắp lại thì chúng ta sẽ bảo quản được những que còn lại. Rồi que xài xong thì bỏ. Thì cái này Sơn cũng đã hướng dẫn trong cái video về cách sử dụng máy đo đường huyết rồi. Thì cái trường hợp này á, hư que thì nó cũng tương đương với hư máy vậy đó quý vị, nó rất là tốn tiền. Nhiều khi cái que chúng ta mua khoảng tầm 200 đến 300 ngàn tùy theo loại que đó, thì mới xài vài que mà chúng ta mất hết những que còn lại. Rồi tiếp theo á, là chúng ta thắc mắc là cái máy đo không đúng. Thì đầu tiên là quý vị nên xem lại, cái cách đo của mình. Giả sử chúng ta đo trước khi ăn đó, hoặc là đo trong buổi sáng, hay là đo sau khi ăn 2 tiếng, thì nó sẽ có một cái mức tiêu chuẩn khác nhau. Thì theo hướng dẫn sử dụng nó đã có quý vị. Còn những trường hợp á, mà chúng ta đo mà nó bị sai nhiều là do chúng ta vừa ăn xong hoặc là uống nước ngọt đó, thì nó bị sai số. Thì cái này á, nhiều khi chúng ta đi bệnh viện thì bác sĩ bắt buộc chúng ta không được ăn trước khi đến bệnh viện thì đo chính xác, nhưng mà chúng ta đo ở nhà thì nó bị sai số. Thì quý vị nên chú ý cái này ha. Rồi tiếp theo là cái đơn vị đo. Chúng ta lỡ quên cài đặt cái máy chuyển sang cái đơn vị đo nó hơi lạ hơn so với bình thường, tại vì nó có 2 đơn vị đo như trong video trước Sơn hướng dẫn là mg hoặc là mmol, thì quý vị có thể chuyển sai thì chuyển cũng không sao, tại vì mỗi một cái máy thì nó sẽ có một cái bảng có 2 đơn vị song song để quý vị so sánh. Còn nếu mà quý vị quan tâm thì quý vị có thể vào trang Sức Khoẻ 60 giây để chúng ta có thể tìm hiểu thêm thông tin về cái cách xem đơn vị đo này ha. Còn những trường hợp mà còn lại á, trục trặc, ngoài trường hợp là chúng ta trước khi đi bảo hành chúng ta nên thay pin và kiểm tra pin nó có bị chảy nước hay không, thì sau đó chúng ta sẽ cài đặt lại máy về ngày giờ, hay là chúng ta sẽ kiểm tra một số cách đo thông thường. Nếu mà vẫn không được thì quý vị nên đến trung tâm bảo hành ha. Chúng ta không nên tháo máy ra sửa chữa, tại vì cái máy này chúng ta ở nhà chúng ta cũng không nên sửa và không có đồ để kiểm định đâu quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu mà có gì thắc mắc, quý vị có thể tìm thấy những giải đáp của mình trong những video tiếp theo hoặc là trong kênh Sức Khoẻ 60 giây. Nếu quý vị cảm thấy hữu ích, quý vị có thể bấm like hoặc share cho nhiều người cùng xem và bấm đăng ký kênh để xem những video mới. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.